Ngày hôm nay, đoàn làm phim chúng tôi đồng hành cùng bà con tham quan mô hình ứng dụng sản phẩm vườn sinh thái cho cây nhãn, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người nông dân tại huyện Sông Mã thuộc tỉnh Sơn La. Sau đây, xin mời quý vị và bà con cùng chúng tôi tham quan mô hình sử dụng sản phẩm vườn sinh thái trên cây nhãn tại gia đình anh Ngô Đình Dũng tại xã Trường Cang, huyện Sơn La. Sạc ba. Đấy, thế nhưng đến năm nay là chúng tôi cũng giảm bớt cái sạc ba. Với cái sạc ba để tìm hiểu thì nhiều khi là nó cũng hay phát sinh bị lóng mà để rụng bớt cái quả. Đấy, nếu phun mà vào nắng to. Thế nhưng năm nay là đưa vào sử dụng cái này thì nói chung là với quả nhãn là tôi thấy nó cũng khác biệt rất nhiều. Đấy, thì là riêng về cái sinh thái này là chúng tôi ở đây với gia đình tôi là cũng đã đưa vào kể cả là chăn nuôi đấy, thế rồi sử dụng nhiều việc phun cho cây rau hoa quả đấy, là thấy rất tác dụng, là không có phải là cái độc hại đấy, là phát triển rất tốt. Thì là qua một vụ nhãn vừa rồi hiện tại đến bây giờ để thu này thì là tôi đã sử dụng là bằng đi 6 lần phun, là đến bây giờ là bắt đầu đi vào thu. Báo cáo là phun thì nếu mà như các loại khác thì có thể là khẩu trang rồi đầy đủ, những cái này thì chúng tôi cũng gọi khẩu trang, thế nhưng cảm thấy về là người nó không mệt như phun các thuốc khác và cái bảo vệ thực vật này. Tôi thấy nó có mấy cái tác dụng như sau. Thứ nhất, tức là về cái độc hại đấy, thì tôi thấy là rất tin tưởng về cái môi trường này. Thế rồi là về cái trong lành này, thế rồi nó không có độc hại. Nhưng mà trước, so với trước là tôi sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật như Sẹp Ba hoặc một số loại thuốc của công ty khác. Tôi thấy nó, đấy, người cơ thể của nó sẽ có thay đổi khác vì nó độc hại. Mà tôi sử dụng những cái, từ khi tôi sử dụng cái thuốc vườn sinh thái này thì tôi thấy
cơ thể tôi rất bình thường. Đấy, và đấy là cái thuận lợi thứ nhất. Cái thuận lợi thứ hai, tôi sử dụng tức là cái vườn sinh thái để sử dụng phun vào cái vườn nhãn của tôi, thì tôi thấy là cái thời gian, về cái thời gian tức là thu hoạch thì có sớm hơn so với lại trước khi tôi chưa sử dụng, là vào cái cỡ 15 đến 20 ngày. Đấy, cái phần thứ hai, phần thứ ba nữa là tôi thấy là về cây lá, đấy, nó có thay đổi là mỡ lá này, khỏe cây này. Đấy, thế rồi là có giảm được tỷ lệ phân bón về như đạm này, thế rồi NPK này, rồi một số các loại thuốc kích thích khác, tôi thấy nó có giảm. Và cái vấn đề thứ tư nữa, tức là về quả thì tôi thấy màu sắc của nó là rất tươi và lặn gai, đẫy quả và sáng quả. Nói chung là về cái mẫu mã thì khách hàng đến vườn của tôi để mua thì hầu như là người ta rất là chuộng. Thưa quý vị, thưa bà con, chia tay với gia đình, nhà anh Mai đã sử dụng cái sản phẩm vườn sinh thái trên cái vườn nhãn nhà anh, đạt hiệu quả rất cao. Bây giờ mời bà con cùng bàn chúng tôi đến mô hình sử dụng sản phẩm vườn sinh thái trên cây nhãn của hộ gia đình anh Trần Tiến Quang tại bản Hưng Hà, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Xin mời quý vị. Năm nay mới dùng đầu tiên thì tôi bơm và tôi áp dụng thấy màu của nó cũng đẹp, hoa quả quả rất là to đều. Và so với mọi năm không dùng sản phẩm vườn sinh thái này thì năm nay dùng thì nhãn rất là đẹp, mà nó đỡ cái sâu bệnh, rồi là đỡ cái công tưới tắm phun thuốc ít, đỡ ít hơn là mọi năm trước. Thế tôi cảm thấy dùng cái sinh thái này rất là có ích và lợi, vừa được thu hoạch sớm mà vừa mẫu mã quả đẹp mà ăn ngọt ngon thơm hơn so với mọi năm mà tôi chưa dùng. Vâng, báo cáo với anh, riêng cái sinh thái này thì nó dùng cho nhiều loại lắm, cây trồng lâu ngày như là cây nhãn, rồi là chăn nuôi lợn gà, rồi còn lại cả dùng cho rau. Sau này tôi tới vụ này là tôi sẽ trồng rau ở vườn này đây. Mọi khi mà tôi chưa dùng cái chế phẩm này thì trồng rau thì cũng xấu, thế mà bây giờ tôi dùng cái này, tôi bơm cho rau đều đặn cũng như sách vở người ta hướng dẫn đấy, thì cảm thấy rau chỉ 10 ngày nó khác lắm, nó non mà nó tốt, cứ nên trông thấy. Cho nên là tôi cũng thấy phấn khởi, tôi cũng cứ lấy cái sản phẩm này tôi ứng dụng, tôi làm đều hàng năm thôi, để cho gia đình có thu nhập cao và làm nó có hiệu quả, thì tôi cũng vẫn phát huy để làm. Tham quan các mô hình trồng nhãn và đã có sử dụng cái sản phẩm vườn sinh thái, thì đồng chí có khuyến cáo gì đối với bà con?
Tôi là bí thư chi bộ thì cũng mong muốn bà con nhân dân sẽ hướng đến dùng đến cái sản phẩm sinh thái này cho vụ tới, và như chúng tôi cũng như bây giờ đoàn đi tham quan, nói chung cái hiệu quả này thì rất cao. Thế tôi là cán bộ địa phương thì cũng mong công ty sẽ phối hợp cùng với bà con nhân dân của chúng tôi địa phương cũng như của bản chúng tôi sẽ tiếp cận gần và sẽ cùng nhau coi như bắt tay vào thực tế để cho tăng năng suất.